Hấp dẫn quá cả nhà. Anh Phương chứ hôm nay là anh Phương thắng mình rồi. Anh Phương. Anh giúp khán giả nhiều quá, khán giả nhiều quá. Quá trời đông luôn, ngại quá. Sao bây giờ quay đi quay lại toàn nhìn cho em ăn. Chắc chắn là Nga biết là Nga thất bại rồi nhưng mà đuối quá. Ủa Tiến ơi. Mới về xuống nhà. Dạ Sumo. Chiếc bụng không đáy. Nga ơi. Nga. Dạ. Sao chị? Nghe. Sao? Giờ tắm rửa thoải mái chưa? À, hồi nãy là từ máy bay xuống xong rồi đã đi vô khách sạn tắm rồi ha. Cũng hơi mệt xíu nhưng mà bây giờ bên em là buổi tối, buổi sáng sớm em đang ngủ. Giờ em đang ngủ. Mà bây giờ mình đang ở đâu á chị? Giờ là ở đâu? Giờ là đây là đường đường 3 tháng 2 quận 10. Em cũng hơi đói chị. Bây giờ chị theo chị biết là ở Sài Gòn này cũng có nhiều thử thách lắm á. Ồ, mấy bữa trước em có coi là bữa nay là rồng rộ ra, mở ra có nhiều cái thử thách lắm. Cũng vui quá ha. Mà ý chị là sao? Chị biết cái thử thách là bún sứ Mến á. À, quán của chị Mến á, giờ bún Nha Trang hả? Đúng rồi. Em thử thách rồi, lúc trước em thử thách ăn một tô rồi. Bây giờ là hai tô. Em hai tô hả? Ừ. Là bây giờ là mọi người muốn em ăn thử thách thử ăn hai tô. Đúng rồi. Em mới vừa xuống máy bay tắm rửa chưa nghỉ ngơi gì hết hả? Đói không á? Cũng hơi đói. Đói thì ăn được ba tô. Thôi anh ơi, đây hai cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nga Sumo nha. Nga đã xuống hạ cánh an toàn rồi. Hôm nay thì mình chỉ nói với ba mình và ba mình nói với anh chị Phương Phú kênh ông cánh của em là đi đón mình. Mà đang khi mà xuống máy bay thì mọi người đã nghỉ ngơi một chút rồi bây giờ là đang đi tìm đồ ăn. Thì hỏi chị Phú mới hỏi Nga là Nga ơi, Nga có muốn ăn thử thử thách bún sứ Mến không? Mà lần này là hai tô. Thì nếu mà cung kính không bằng cung lợi thì nếu như mình đến thì mình sẽ trải nghiệm như thế nào ha. Nhưng mà mong cả nhà thông cảm nha, tại vì sức ăn của Nga thì chắc chắn là mình phải có giới hạn của mình, với lại mình khá là mệt. Cho nên nếu như ăn thành thử thách thành công thì ok, mình vui vẻ. Còn nếu không thành công thì mong cả nhà cũng đừng có mà buồn Nga hay là bỏ theo dõi Nga hay là tẩy chay gì Nga nha. Yêu thương Nga mãi mãi nha cả nhà. Thật sự Nga rất là mệt hôm nay. Nhưng mà chiến thử rồi. Nga sumo không giờ say no. Đúng không anh? Và mình có đồng đội đây. Đồng Nga đội, sumo mãi đến trước cả mặt cả nhà anh cũng cùng em chứ anh em. Anh đợi 3 tô thì đúng rồi, em 2 anh 1 là 3. Cố gắng nha cả nhà. Ok, rồi. Việt Nam nói là làm nhà yeah. Đây bây giờ hai anh em của Nga đã đến và có mặt ở chị Mến nha. Bây giờ mình đột kích vô quán chị Mến để mà chiến ba tô ngày hôm nay. Cạo râu rồi. Đã cạo râu hết thành vỏ tông pha ke rồi. Let's go. Mà mới có sức ăn không á? Sáng giờ mệt, mới vừa xuống chưa được ngủ miếng nào luôn nha. Nếu mà nói về bún sứ Mến thì hầu như không ai xa lạ nữa rồi ha. Chén nước chấm này thấy là chắc là chị Mến pha. Nhân vật nào mà giống như Kỳ Đà đã đi theo với mình lên tới tận đây luôn cả nhà ơi. Bỏ chiên gà rán luôn, lo đi về bán quần rinh đi chứ. Hả, quần rinh bữa giờ bán sao rồi? Em đang sắp nhập hàng nha mình. Sắp tập bán hàng, bán quần rinh đúng không? Dạ. Nghe nói quần rinh chất lượng đó đúng không? Vâng. Rồi ok, nghe cái giang hồ đồn á, chị Phú nói với em là lên đây động viên em để em ăn, mà cuối cùng nhìn nè. Hay mà ngon không? Ngon ha. Ở đường 208 Hậu Giang, phường 916, có số điện thoại là 0949933963 ha. Nếu mà cả nhà muốn đến đây trải nghiệm bún sứ Mến thì có thể là liên hệ với số điện thoại trên nha. Và thử thách ăn tô bún sứ khổng lồ được một giải 1.3 triệu. Đây là những cái tô thử thách đây. Má ơi, thấy chưa? Cái tô thử thách đây hả? Khủng khiếp chưa? Hơn một gang tay của em luôn. Trải nghiệm nha. Biết là rớt nhưng mà vẫn hạnh phúc vì được ăn lại cái món yêu thương của mình, món của chị Mến. Em lấy cho chị phần mỡ mỡ nha. Chị thích ăn mỡ lắm, chị ăn em ráng làm sao cho chị Nga mập lên là chị Nga có ly xì cho em. Hoàng có bồ chưa? Dạ chưa chị. Rồi qua clip này hy vọng là ai mà thích ăn bún sứ Mến với lại đầu bếp thì hãy tìm Hoàng nha. Hoàng 18 tuổi nha. Đây đúng 1 kg. Ốc bóp gọn nha. Hello.
đó. Bây giờ này này, để em quay một cái video thông báo trước đi. Ủa, bây giờ em biết gì đâu không, để em đăng lên thông báo. Bây giờ la mình giờ là thông báo không kịp, đòi thông báo mình không cho, mình xuống bất ngờ. Biết là mình không thắng thử thách này rồi, nhưng mà không, chị Mến là chính, với lại chị Mến sinh em bé rồi, mình ra thăm bà chị mình thôi, đúng không? Bất ngờ luôn, mặt mới rửa mặt xong luôn á, bất ngờ em chạy xuống cái gì. Em cũng cho chị bất ngờ, lượm được vàng luôn mà. Em cũng cho chị bất ngờ. Bữa giờ là nghe đâu đi về Mỹ. Dạ, mới vừa xuống máy bay nè, ba mới vừa đón em luôn á. Em clip hồi trưa là em hai ngày trước là em lên máy bay, là vừa về cái ra khách sạn tắm cái là chạy ra đây luôn. Dạ, chưa nghỉ ngơi được miếng nào hết. Là từ Mỹ về chưa có? Chưa nghỉ ngơi, về thay được bộ đồ. Hồi nãy đi ra mặc áo bà ba. Ngày mai chơi cho nghỉ sức đi. Ngày mai có hai tô lận, trời ơi. Dù mình mệt nhưng kệ, khả năng của mình chắc chắn là thua rồi, nhưng mà đó, đẹp gái luôn ha, càng ngày càng đẹp hơn. Ớt ớt mà ớt không? Không, đẹp ớt như vậy là đẹp rồi. Bây giờ này rồi, chiếc xe rồi. Bây giờ mọi người ơi, chuẩn bị mến like chị Nga Sumo, like nửa đường thôi nha, rồi có gì thất bại tắt like nha, chứ để người ta thắng là không tin á. Chứ mà mình chưa lên clip mà để mọi người biết cái kết quả mình thất bại, nhục mặt ở đâu nhục rồi. Cho em coi mặt anh xíu đi. Bây giờ này chị Nga là chuẩn bị cho anh hai tô, để cố gắng ủng hộ chị Nga nha. Nghe câu này là mình muốn khóc liền. Bốn năm tô ai ăn thử thách nữa, ba tô lại thêm một tô nghe nó mới bắt, không biết nữa mà nghe nó mới bắt ba tô á. Bây còn giờ một anh cho mấy chị khác đó đi, chị Nga từ từ để chị quay cái video up lên cái đã. Ok. Ủa, có mượn tiền mặt đi. Bây giờ mình không có tiền, giờ mình xuống máy bay mình không có đồng nào hết. Giờ mình mượn em dâu mình, Nguyễn Hoàng Tiết Kỳ gà rán nha. Ăn có thể ăn 100 cánh gà rán trong vòng 1 phút. Đó, quá trời tiền rồi cho mượn đỡ. Đó, hai tô thất bại là 1 triệu nha. Còn anh Phương nữa, thất bại nữa là 1,5 triệu luôn, cho mượn luôn thêm 500 nữa. Cho mượn thêm 500 nữa. Ba, bốn nào anh Phương ơi, em đủ tiền chung rồi. Không, chuyến này thất bại nhưng mà em đủ tiền để chung sở hữu bụi cho có, đại ca có, này rồi. Có tiền chung rồi phải không? À, đại ca, có đủ tiền rồi nha, để đủ tiền chung rồi nha, bỏ túi chứ. Chị không thắng được đâu, chị nói thiệt á, tại vì hồi nãy em cũng mới ăn. Mới vừa nãy mình, hai anh em từ Nga xuống máy bay đói quá, Nga cũng lót lót một xíu ít tay rồi, căng á. Đang bã mồ hôi, chuẩn bị sẵn tiền để chung cho chị Mến là đại gia đình đây. Clip hôm nay nếu mà dài quá thì mong đại gia đình thông cảm nha, tại vì Nga nghĩ là nhiều người mong đợi lắm. Nhưng mà nếu Nga có thành công thì cũng là điều mà Nga cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Mà nếu mà Nga có thất bại thì Nga xin là mọi người cũng đừng bỏ rơi Nga nha. Nga vì nhớ quê hương, nhớ mọi người và nhớ tất cả khán giả yêu thương mình về đây, đó là sự thật. Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Wow. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Anh Phương chứ hôm nay là anh Phương thắng rồi. Rồi anh Phương múc đây. Quá. Quá trời đồng luôn, ngại quá. Sao bây giờ quay đi quay lại toàn nhìn camera không đi. Ủa, ký giấy ký tên chưa? Trời ơi. Không, anh hẹn 1 tiếng 20 phút luôn. Không, đúng rồi. Bấm lên nó lên nhiều lắm. Không, chị không hẹn 1 tiếng 20 phút luôn em. 1 tiếng 20 phút anh chỉnh đi. 1 giờ 20 phút không không giây. Nước hả? Để bên đây đi, để nó che màn hình hết. 20 phút không dây đúng không? Bây giờ em mời đại gia đình nha, mời tất cả mọi người nha. Rồi, mời mọi mời người. Thôi, máy đã chạy cho cả nhà nha. Đây, máy đã chạy nha. Em ơi, ra quay video lẹ em ơi. Gần á. Wow, rất là khủng khiếp cho cả nhà. Nghe người chấm. Anh Phương chỉ muốn công vô lẹ mọi người ơi. Hôm nay mà không thêm like đi mà đừng hối hận cả đời ráng chịu. Không biết nha. Clip đầu tiên của chị Nga khi đặt chân vào sân bay tại Đà Nẵng. Có chỗ ngồi. Nó đứng mất coi không à. Diễn ra một cuộc thi rất là căng thẳng mà chị Nga Sumo và anh Phương thì cũng
nếu ủng hộ chị Mến, nếu ủng hộ của anh Vân, rồi follow chia sẻ mạnh vô. Ai mong xem live stream này, rồi coi như là bắt mua luôn. Không biết nói sao được. Mới like à. Trời ơi, không có. Trời ơi, má ơi, 3.000 người xem rồi. Lẹ lên, lẹ lên. 3.000 người xem rồi. Mấy bà đẩy view lên đi mấy bà ơi. Trời ơi, camera mang cái gì đâu mà quá trời quá đất. Giờ nhìn quán Mến không thấy khách ăn, nghĩ trời có hai người này ăn. Còn là cái khán giả lại quay camera không? Chị Nga mới bay về Việt Nam luôn. Mới từ Mỹ về á. Ủa hồi nãy ăn bao nhiêu phút ta? Quên luôn. Nãy ăn bao nhiêu phút? Có mắc giờ mà biết không biết bao nhiêu phút. Coi bao nhiêu phút rồi đi giờ chị đi. Ăn bao nhiêu phút rồi anh? À 3 phút. Nãy giờ ăn 3 phút. Từ lúc 7:22 á. Huy ơi, lấy cho chị kìm này 7:22. Ăn từ lúc 5:22. Anh ơi, đừng có đụng điện thoại của em. Dạ, chụp ảnh, chụp thoải mái, quay thoải mái lên. Bây giờ quán em đâu có khách ăn, đâu có khách ăn đâu. Tao lấy không à? Tiếng mày đi. Tao là người coi mà. Người ta đi đường, người ta cũng chừng chừng, người ta coi luôn. Người ta bỏ vợ bỏ con ở nhà luôn. Cho con nhìn đói luôn mà. Tao vô là coi like không à? Tao xem trực tiếp luôn. Nước ngủ. À trời. Nước bây giờ ngon rồi. Cái gì ngon? Nước lèo vẫn ngon. Nước lèo ngon hả? Ngon rồi, đang hết 2 tô nha. Chị Nga làm sao làm mình làm cố gắng hơn là phải cố gắng hơn máy bay nữa. Đã một hồi rồi. Được, anh ăn 2 tô hả? Vô luôn. Thiệt đấy. Thiệt, rồi, kêu bà ngồi đây làm 2 tô
đây, vô đây. Hai tô 30 cổ. Ờ, cái điện thoại cái gì đâu mà nó cầm méo xẹo như con Dung mà trời. Cho nghe miếng giấy hả? Cầm 20 ngàn người đang xem. Trời trời. Trời trời. Ở đây đang xem 1.000 người nữa nè. Ở đây nè, không xem live nha, mà xem trực tiếp luôn, 1.000 người. Người ta đi đèn đỏ, người ta bỏ giờ, người ta bỏ con luôn, bỏ cháu luôn, ở lại đây xem live đó. Không chịu đi về, điện thoại chứ con rắn nó thôi chứ, nó xẹo luôn. Thôi nhé. Bắt ổn rồi hả? Lâm đánh quen mãi được. Nhưng mà thời gian thì mấy phút mình quên bả rồi. Thời gian chắc tầm 10 mấy phút rồi. Gấp. Tiếng ơi, anh chuyển cái điện thoại qua. Hai câu là 44. Anh đánh quá chừng qua đó. Ờ. Đúng rồi. Cái cô đã đúng rồi. Chuyển qua đi xíu, qua bên em á. Đi xíu rồi. Rồi. Thắng thua thì mình qua kênh Nga Sumo nhé, qua đó coi cái bỏ ra đây đi.
hai chuyện chưa được. Trời ơi, số hồi thật quá. Chính thức có 15 củ rồi. Cái tô lên chị Nga, bưng lên chị Nga. Chính thức chị Nga có 15 củ rồi đó. Cho hai tô nhỏ luôn em ơi. Cái tô này em để lên đây, còn hai cái tô này em đem đi đập đi. Bỏ lên đi. Lấy lại cái giá. Chuẩn bị tô thứ hai. Chúc mọi người này đồng anh chị em chúng ta nha. Chúc mừng chị Nga nha. Một, hai, ba, chúng ta hết một tô. Cố lên chị Nga ơi. Vô em. Ăn với chị cái tô đi, đúng rồi, đưa chị hai cái tô đi em. Rồi, chính thức hết một tô rồi mọi người. Bây giờ chị ăn hết một tô rồi, chị cảm thấy như thế nào nè? Em quá no rồi. Quá no hả? À, với lại mới vừa xuống máy bay em quá mệt. À là mình vừa từ bên Mỹ về đây, là ghé vô quán em chơi luôn. Dạ. Mà chưa kịp nghỉ ngơi hả? Dạ. Đấy là tại thèm, thèm muốn sứa quá mới đến đây đó. Trời ơi, sao không đợi nghỉ ngơi cho có sức khỏe ổn định đi mà lại mình chơi ha. Theo ủng hộ chơi bây giờ mình lỡ rồi thì mình cứ cố gắng đi nha chị. Dạ em biết là hôm nay là em không có thành công đâu nhưng mà vui là chính thôi, không sao hết. Chị em mình chơi vui vẻ đi. Dạ, thắng thua gì em thấy nó không còn quan trọng đâu. Dạ đúng rồi nha. Dạ thôi từ từ giữ sức đi. Tại vì chị Nga hơi mệt xíu vì lý do là mới từ bay từ về Mỹ về đây cho nên chưa kịp nghỉ ngơi luôn, do chị em khóa nhau quá người yêu luôn gặp cái sao ấy. Một tô là 15 phút hả? Quá giỏi rồi, quá giỏi rồi. Một tô chỉ có 15 phút là quá đỉnh điểm rồi mọi người. Bây giờ mọi người tiếp tục tô thứ hai. Rồi chị đang tiếp tục tô thứ hai rồi, mọi người cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh. 30 chưa phải là Tết, đừng có vội vàng cái gì hết, đừng có vội vàng cái gì hết. Chị Nga là cái tính kỹ hồi đó giờ chị rất là kiên cố, cho nên mọi người cứ bình tĩnh. Ơi uýt nghe quá trời luôn. Ở Mỹ cũng xem live Việt Nam được đó anh, ở Mỹ xem live Việt Nam được hả? Anh không biết nữa, hỏi mấy người ở Mỹ á. Có luôn. Ủa ở Mỹ xem live Việt Nam được luôn hả? Ủa sao kỳ vậy? Em xem live chương trình mà. Vậy đó hả? Trời ơi, ở Nhật cũng xem được luôn. Hay dữ vậy. Rồi ai đang ở Mỹ nè, mình vô mình ủng hộ chị Nga Sumo nha. Chắc cái này không nổi rồi. Từ từ. Tại vì mình no á. Từ từ. Khó vô. Gấp gì trời, còn một tiếng đồng hồ nữa. Đứng lên ngồi xuống. Bình tĩnh đi mọi người, bình tĩnh đi mọi người. Nếu ai muốn ủng hộ chị Nga Sumo thắng, mọi người comment chị mến số 1. Nếu ai muốn chị Nga thắng, mọi người comment số 1 đi. Trứng nè, ngán là cái trứng nè. Ăn cái tô bún bò. Bình tĩnh, bình tĩnh mọi người ơi. Thời gian còn dài, thời gian còn thời dài. Thời gian còn rất dài. Hồi nãy chị Nga ăn lúc được bao nhiêu phút rồi mọi người? Mọi người có biết giờ của chị Nga ăn không? Công mình cho mình cái giờ đi. Nãy giờ chị Nga ăn được bao nhiêu phút rồi? 2 tô tới 9 phút mà. Không, 80. 2 tô tới 1 tiếng 2 lượng anh. Mà chị mới ăn 1 tô thì có 15 phút thôi. Còn thời gian dài mà. Dạ, thời gian còn dài, đúng rồi, thời gian còn dài. Chị ăn được bao nhiêu phút rồi? Em nhận công xuống rồi. Ráng giờ muốn dội ra. 25 phút chị là quá giỏi rồi. Còn dư tới 55 phút nữa. Còn dư tới 55 phút nữa. Giờ mình nghỉ nửa tiếng nữa rồi mình ăn tiếp ha. Anh Xuân hết sức rồi. Đứng dậy, đứng lên. Dậy đi chị Nga. Chị Nga là chị Nga đã thắng hết 10 phút rồi nha. Thắng hết một cô là đã gọi là quá giỏi rồi. Lên luôn mọi người ơi. Còn 2 cô là chị phải làm lên lịch sử thôi. Nói cho một tô này cũng đâu có dễ ăn đâu, thấy không? Tướng anh về mà anh ăn đâu có nổi tô. Tô là đã giỏi dữ lắm á. Cà Mau lên là anh ăn cái tô này. Cái này nãy vừa xuống hai anh em múc mấy tô bún bò. Mới ăn bún bò đó. Do chỉ là chỉ kiểu là muốn chơi để chơi mua cho biết thôi, chứ chỉ không có quan trọng là thắng hay thua, cho nên phải chạy ghê luôn ấy. Trước khi lăn cũng sướng hết hai tô, bảo không biết hai tô bún bò
gì chị chỉ có ăn nha, còn mà cảm thấy không ổn thôi mình ngừng lại. Dạ dạ dạ. Để hôm sau chị em mình quay lại chơi tiếp một lần nữa. Dạ mến, dạ dạ. Hiện tại là chị Nga đã ăn hết một tô đầu tiên trong vòng 15 phút. Và tô thứ hai là chị đang bắt đầu ăn. Thua cũng vui mà. Chứ là mà thắng thua không quan trọng đâu chị nha. Không quan trọng. Mình không được cơ hội này thì lâu lâu mình quay lại cái khác. Không có sao hết. Dạ đúng rồi. Hôm qua cái clip này là em ăn ít lại rồi nha, cho nên có gì là ai muốn lấy em thì lấy nha, tại vì em ăn ít. Không, chưa đâu. Do em nghĩ là do chị mệt thôi. Với lại thêm phần chị ăn hai tô bún bò rồi nên nó no á. Anh chị đừng có kiếm tố. 5 tô mà. Hả? Mới ăn cái này 3 tiếng, 5 tô hai anh em. 5 tô hai người ăn hả? Ừ. Là 12 tô rưỡi hả? Rồi em 5 tô ảnh 1 tô. Dạ dạ, ăn 5 tô. Không, em nghe lộn, em nghe 2 tô hả? 5 tô. Trời trời. Giống như qua nữa thì bánh ăn 5 tô luôn, vậy mình nói làm có 2 tô. Rồi 5 tô là bằng 1 tô của cũng chứa nhà mới rồi, tại vì một tô chứa nhà mới đâu đó tầm khoảng 5-6 tô á, tô lớn ấy, tính ra tô nhỏ là tầm 4 tô. Cũng bằng anh rồi là bây giờ mà chỉ có 2 tô này thôi. Không, tô nó bự rồi. Anh thấy bự tô này hả? Là bằng cái tô ăn bây giờ hả? Hả? Không, tô này bằng cái tô ăn bây giờ hả? Tại vì trước khi ăn mà chỉ ăn nhiều quá rồi. Nên mọi người bình tĩnh nha. Chưa, 10 phút cuối mới biết kết quả đúng không? Đúng rồi, chỉ còn cả tiếng mà. Vô em. Vô. 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 1 2 3. Chăm nha. Vô. Chăm ra khỏi ăn luôn á. Dạ thêm phần chị Nga. Nãy giờ 3 4 ly nước rồi đó. Chịu nước nhiều quá, nãy giờ chịu 4 ly rồi. 4 ly trà đá rồi. Dạ. 4 ly trà đá rồi. Uống nước nhiều no lắm mọi người ơi. Dạ. Cho nên mình ăn được các nước vừa người thôi. Nãy giờ là như cảm giác không vơi đi luôn á. Không. Bình tĩnh đi mọi người. No quá. No quá à. Sao giờ chị Nga sao này, no chưa? No. No rồi hả? Nhưng mà từ từ. Biết là thua rồi nhưng mà ăn từ từ. Để đi, mình còn ăn được, mình cứ ráng ăn dạ. Đi. Không có no, không có no. Cường ở Cà Mau, tao mới bán ăn like kìa.
không ăn bún bò đâu. Xuống thèm á, đói. Hồi nãy không được, làm sao mình quay lại. Hồi nãy cô xuống, nó thấy con thèm muốn bò quá, cô đi ăn muốn bò rồi. Ăn cách đây khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng rồi. Hai anh em giờ ai cũng nói. Cho nên này mới sẽ có một người sẽ ăn hết được hai tô. Mọi người muốn biết người đó là ai không để mình công bố luôn. Mình tính cháu, mình tính cháu, đợi một ngày nào đó mình sẽ công bố. Bây giờ mọi người muốn không, mình công bố cái người đó lên luôn. Người đó sẽ ăn hết, nhưng mình sẽ hỗ trợ cho người đó là nếu ăn thắng mình thưởng 30 triệu, còn nếu thua mình không lấy tiền. Mọi người cũng muốn người biết người đó là ai không? Anh đó nha, anh là dân đi biển, anh ăn một lần á 3 tô cơm như thế này. Anh đó, cái tướng của anh 100 mấy chục ký, em xem anh ăn rồi, anh ăn một lần 3 tô cơm này nè, ăn cơm với canh thôi, 3 tô cơm. Nhưng mà anh nó kiểu cũng kiểu hơi nghèo ấy, lên đây ăn hết rồi chưa. Anh hẹn với em là một ngày đó anh đi biển vô rồi anh săn 2 tô. Nếu anh ăn hết là em sẽ tưởng anh 30 triệu. Còn anh đó ăn không hết anh không có tiền. Bây giờ mọi người muốn biết người đó là ai không? Đợi ngày mai đi, mình làm một cái video. Mình làm một cái video về anh đó, mình gửi lên cho mọi người xem. Nha. Mình sẽ làm một cái video để cho mọi người xem mặt anh đó là ai. Và hôm sau mới sẽ like phim anh đó cho mọi người xem luôn. Không biết anh có đang xem like mới không, mới không biết. Tại vì giờ nhiều người quá. Nhưng nhất định ngày mai em sẽ làm một cái video và anh nha. À giờ nước nào cũng ngon. Cái anh đó ảnh rất là nặng. Ảnh là dân đi biển. Nặng 100 kg. Đáp ơn lần này anh xin đây. Dừng lại cả nhà. Rồi, nghỉ. Hết đâu này rồi. Em no quá à. No lắm luôn. Nếu mà cảm thấy không ổn thôi mình dừng lại chị. Dạ. Đúng rồi, chị vui mà. Buồn hết. Em không buồn mà. Em no quá. Đó thì nghỉ. No là nghỉ. Hả? Nhiêu rồi, còn nhiêu? À. Còn nửa tiếng nữa thằng mà. Dạ, nếu mà nào thấy được, hôm sau quay lại mình chinh phục. Tại vì chị Nga chỉ không thắng là cũng đúng. Dạ. Tại vì trước khi qua quán với năm thử thách là chỉ đi Mỹ á, chỉ là về tới về Việt Nam, tới sân bay Việt Nam mình ấy, là chị đã có thích 5 tô bún bò rồi. Và một tiếng sau chị quay lại quán với dân 2 tô. 3 tiếng, 3 tiếng. Chắc khoảng 1 tiếng. Một tô vậy là quá giỏi rồi. Tô thứ ba này nữa là không nổi đâu. Cho nên là chị uống thêm năm ly trà đá nữa nhiều quá. Nãy ăn chung với con này con ăn có nổi. Cho nên là để hẹn một chị khác mình mua rồi. Dạ, chắc em xin anh quay lại một cái kèo khác. Dạ, dạ. Thôi có lẽ là làm đại gia đình thất vọng rồi. Có gì. Cho nên không sao. Có gì đâu mà. Lực sức của mình chỉ có chừng đó thôi cả nhà. Cho nên mình xin phép là lần đầu tiên trong lịch sử là mình dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi. Hình như lịch sử luôn là lần đầu thua đúng không? Lần đầu thua. Đó giờ chị Nga chưa cái gì rồi. Đây là lần đầu tiên là dạ. Cho nên làm cho cô chú thất vọng không, cũng không muốn điều đó đâu nhưng mà. Không có gì chị đừng có suy nghĩ theo kiểu tiêu cực vậy. Mình chơi cái gì phải có thắng nó có thua.
Tuy hồi đó giờ chị chưa thua một cái giải thưởng nào, một cái chinh phục nào. Dạ. Riêng cái phút sứa này hai tôi thì thiệt em thấy nó khó dữ lắm. Dạ. Cho nên chị không có gì mà phải buồn hết. Dạ. Với lại lý do là chị uống một lần năm ly trà đá quá nhiều và chị đang hết năm tô bún bò trước khi đi qua ăn hai tô bún sứa nha em. Cách 3 tiếng à? Ờ. Em nên, với lại anh Phương ăn ở. Nên cái lúc đầu mà chị nói là bún bò cay á là em đã nói rồi chị ha, sao chị về chị nghỉ đi, chị mới ăn non sao chị chơi nổi. Nhưng mà chị vẫn nhất quyết chị chơi là nói chung chị là ăn vui thôi đúng không? Dạ em nhớ mọi người, với lại em muốn về đây là chỉ là coi thử khả năng của mình tới đâu thôi, chứ còn dạ, không có phải là vấn đề là hơn thua. Dạ đúng dạ. Rồi. Cho nên nếu mà làm cho đại gia đình thất vọng thì có gì bỏ qua cho Nga nha. Và Nga cũng xin phép là cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. Trong khi mà có gì thì ủng hộ quán của chị Mến nha, bún sữa Mến Nha Trang Hải Đỉnh. Dạ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Có dịp hôm sau thì chị em mình tái ngộ thêm dạ, một lần nữa. Tái nạn tái diễn được. Tái cá ngừ mệt quá. Tái nạn thôi đừng có tái ngộ. Thôi chắc mình xin phép là chào đại gia đình nha, hẹn gia đình trong những video tiếp theo. Hết chịu nổi rồi. Cái dạ, bụng no quá. Bây giờ cảm ơn dạ, chị rất nhiều và cảm ơn chào đại gia đình rất nhiều cho đến ủng hộ bún sữa nhà em. Dạ. Nếu có dịp thì chị em mình sẽ còn gặp lại mà. Còn đại gia đình hãy ủng hộ cho kênh Long Kính của em nha. Hôm nay đã ăn một tô bún bò với mình rồi nhưng mà ảnh vẫn tham gia với Nga để cho con có động lực, Nga có động lực ngồi bên cạnh. Cho nên Long Khánh của em Mãi Đỉnh và bún sữa Mến Nha Trang Mãi Đỉnh nha. Dạ rồi, cảm ơn bà con của bác Việt Nam mình Mãi Đỉnh. Dạ rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha. Mọi người xem like vui thôi nha, không có sao hết. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.